Quận Ô Môn vừa tổ chức ngày hội các khu vực văn hóa phường Văn Minh Đô Thị năm 2023. Tham dự ngày hội có 7 đội đến từ 7 phường trong quận. Các đội lần lượt trải qua các phần thi gồm ban vận động gia đình văn hóa, đơn ca tài tử và phần thi thể thao gồm các trò chơi dân gian như kéo co và nhảy bao bố. Riêng phần thi cảnh quan môi trường, nhà văn hóa, sân bãi, hoạt động thể dục thể thao mỗi phường chọn 2 khu vực tiêu biểu dự thi chấm điểm tại khu vực. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn đơn vị phường Châu Văn Liêm, giải nhì và giải ba thuộc về 2 đơn vị phường Phước Thới và Thới An.